Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, với sự chỉ đạo quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ ngành, trong đó có nỗ lực của Bộ Công Thương và cộng đồng doanh nghiệp, nhiều sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Việt Nam như là gạo, hồ tiêu, hạt điều, thủy sản, rau quả, thực phẩm đã vươn lên top đầu trên thị trường thế giới và đang dần định hình được thương hiệu uy tín về chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm Made in Việt Nam. Cùng với chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, việc triển khai hiệu quả chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo theo quyết định số 964 QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ mà Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối đã kết nối và thu hút được các thương nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển hoạt động thu mua, quảng bá sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản vùng miền. Đồng thời, hình thành được những chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tôi cũng đã tham gia rất nhiều hội nghị ở các vùng miền khác nhau, nhưng mà tôi đánh giá rằng là để tham gia được các cái hội nghị như này là cơ hội để cho các cái cơ sở cũng như là các cái trung tâm giới thiệu là quảng bá sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm của mình cũng như kết nối cung cầu giao thương giữa các đơn vị khác. Địa phương tôi là tỉnh Bắc Cạn, là một tỉnh miền núi, thì với cái chương trình này thì rất là tốt cho đồng bào của chúng tôi là ở vùng sâu, vùng xa đã được hưởng lợi những cái chính sách nhất định của nhà nước. Và tôi nghĩ rằng chương trình này nếu như mà được triển khai tiếp từ lộ trình mà 2020-2025 thì quá tốt, bởi vì chúng tôi đang thực hiện các cái nghị quyết của Đảng là xây dựng lại sản phẩm hàng hóa của nông sản là theo cái tiêu chuẩn là Việt Gáp, tiêu chuẩn theo các cái sản phẩm OCOP của Thủ tướng Chính phủ đã quy định, và cái nữa là tạo việc làm cho người nông dân là có hàng hóa để bán. Sau 5 năm triển khai quyết định của Thủ tướng thì bây giờ các cái hoạt động của chương trình dự án về phát triển thương mại biên giới, phát triển tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn, cũng như là xây dựng các cái hạ tầng về kinh tế xã hội để phát triển nông thôn mới đã có những cái thành tựu đáng ghi nhận, đã xây dựng được các cái mô hình sản xuất gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm, và các bà con ở trên các cái vùng đồng bào dân tộc biết được những cái quy trình về sản xuất hàng hóa và xây dựng được cho mình các cái nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý của hàng hóa của bà con. Hiện nay, nhiều đặc sản vùng miền nói chung, sản phẩm đặc trưng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo nói riêng đã dần được đầu tư bài bản. Từ việc chọn giống, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, đến việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý với sản phẩm địa phương, xúc tiến thương mại, phân phối sản phẩm. Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng tại thị trường trong nước đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Đặc biệt, đã bước đầu khai thác được lợi thế của mỗi vùng miền. Chỉ số phát triển thương mại của các cái vùng này về tổng mức lưu chuyển hàng hóa cũng đã tăng được đến mức hai con số, từ 10 đến 12%, không thua kém gì các cái tỉnh ở vùng đồng bằng. Hàng hóa của người đồng bào dân tộc hay là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo đã được đưa vào những cái hệ thống phân phối, thậm chí là những hệ thống phân phối lớn nhất của Việt Nam, hiện đại nhất ở Việt Nam, ở những tỉnh thành phố lớn và đi xuất khẩu nữa. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể nhận thấy rằng tất cả hàng hóa của hơn 400 huyện, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo đều đã có mặt hiện diện tại các hệ thống phân phối tại khu vực đồng bằng và đi xuất khẩu rồi. Chúng ta cũng đã tổ chức cái việc liên kết vùng để cho các cái vùng mà có điều kiện tốt hơn, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như Hà Nội và kể cả một số các tỉnh thành địa phương khác có điều kiện hơn thì có cái sự liên kết, và qua đó thì lại hỗ trợ cho đồng bào cũng như là các doanh nghiệp ở các cái vùng sâu, vùng xa. Và một cái việc nữa mà chúng ta có thể nói là cũng đã tận dụng được, đó là cái công tác xã hội hóa. Chúng ta đã kêu gọi các cái nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp mà có tấm lòng cũng như là chia sẻ với các cái đồng bào ở các vùng sâu, vùng xa này, ở miền núi này, thì có cái đóng góp về mặt kinh phí cũng như là trực tiếp là có những cái mặt hàng, có những cái việc mà lưu thông phân phối để hỗ trợ cho các đồng bào để tiêu thụ được những sản phẩm của mình mà có thế mạnh, nhưng mà thực tế nếu không có cái sự hỗ trợ thì rất khó tiêu thụ.
để khắc phục khó khăn, đạt được các mục tiêu phát triển. Thời gian tới, các bộ ngành địa phương cần nghiên cứu cơ cấu lại chiến lược phát triển các sản phẩm đặc trưng vùng miền, phát triển sản xuất theo các nhóm sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến thương mại cũng cần được đẩy mạnh hơn nữa với nhiều hình thức, đặc biệt là trong liên kết tiêu thụ sản phẩm.